Hello mọi người, đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì quay cho mọi người xem về cái vườn bí đao của mình đang trồng ở dưới ruộng nha các bạn ha. Quay tổng quan cho mọi người xem nè. Trước đó thì đã quay cho các bạn xem được cái clip mà mình bấm ngọn các bạn. Thì nay đã ra được những cái tán chèo nè, mọi người có thể là xem được nè. Một gốc vậy thì mình lấy là 4 chèo nha mọi người. Mình đang để cho nó bò luôn á. Khi nào mà nó bắt đầu mà nó ra trái các bạn thì mình sẽ bấm ngọn của nó ha, để cho nó tập trung dinh dưỡng nó nuôi trái. Thì trước đó thì mình cũng có chia sẻ rồi, thì trong cái giai đoạn này á, thì nó chuẩn bị mà nó ra bông các bạn, thì mình đang tưới cái dòng phân là 30 10 10 nha các bạn ha, cộng với canxi bo liều lượng là 73 ha, cứ 7 phần là 30 10 10 rồi với 3 phần là canxi bo, ăn cho nó đậu quả được tốt nha các bạn ha. Thậm chí là trái của mình mà nó ra nó sẽ được bóng. Thì giai đoạn này thì nó cũng đã là ra trái rồi nha các bạn ha, ra được những cái trái nhỏ rồi. Thì trồng bí đao này các bạn thì thời gian thu hoạch của nó là từ 38 cho đến là 45 ngày, nói chung là tùy giống thôi. Giống mình đang trồng á, 38 đến 40 ngày là mình có thể là mình thu hoạch là được rồi. Còn đối với mà những bạn mà những giống thông thường nó sẽ từ 45 ngày ha. Nhưng mà nói chung là ăn thua mình cách mình thuốc phân nữa các bạn. Nếu như mà nó chậm phát triển quá, các bạn có thể sử dụng những cái dòng thuốc như là đề ca mong các bạn xịt nó. Trước đó mình đã ra một cái video bên kênh lớn của mình á, Quỳnh Thủy Tinh Vlog á, chia sẻ về cái thực trồng bầu á, thì cái này cũng y chang nhau thôi. Tại vì bầu bí các bạn thì nó cùng một họ thôi, xịt thuốc cũng giống nhau nữa. Tại vì thuộc dòng lá nhám mà mọi người, bông của nó nè các bạn. Đối với cái bí đao này á, thì mình sẽ không cần thụ phấn nha các bạn ha. Mình chỉ xịt cái thằng là 10 60 10 các bạn thì tự động là nó sẽ đậu quả thôi. Rất là đơn giản. Không cần phải đi thụ phấn như bí hồ lô đâu. Bí hồ lô mình phải đi chỉnh dây rồi mình đi thụ phấn, còn cái này thì mình chỉ có mình chỉnh dây thôi chứ mình không cần thụ phấn ha. Thì clip kết clip của cái bí đao này các bạn thì mình đang quay cho mọi người xem á, là 5 mét trên một clip ha. Còn gốc cách gốc ở đây thì là 3 hoặc là 4 tấc gì nha các bạn ha. Bữa thì mình cũng canh khoảng khoảng gì đó mình bỏ nó các bạn xem nè. Hiện nay thì đang bơm nước vô cho nó. Thì các bạn mà có câu hỏi gì thì các bạn cứ hỏi mình ở bên dưới phần bình luận ha. Rảnh rảnh thì mình sẽ check comment, không ấy thì mình sẽ làm video mình trả lời. Ở đây nguyên ruộng bí đao luôn nha các bạn ha. Bí đao thì đợt này thì nó cũng có giá nha mọi người ha, cũng 10 ngàn một ký rồi đó. Nói chung là cũng hên xui. Nói chung là đợt rồi thì trồng hoa tết lỗ nha các bạn. Đợt này mình gỡ lại bên cái rau màu. Được rồi, lỗ bảy mấy nha các mọi người ha. Rau màu bữa giờ thì cũng ngon nha các bạn ha. Bầu bí dưa leo rồi cái giá nào cũng cao từ 10 ngàn trở lên không. Bắp tày cũng vậy nữa nha các bạn. Đó. Đây mình đang cho nó bò nè mọi người. Nay mai thì mình sẽ bắt đầu mình chỉnh dây lại. Các bạn phải chịu khó các bạn chỉnh dây. Nếu như là các bạn không chỉnh dây á, thì nó bò chằng chịt lên nhau các bạn, nó không có quang hợp được á. Nó thành ra trái nó sẽ bị nhỏ ở đây nè, trái ra nè mọi người xem nè. Nó bông lèo luôn không? Đó. Cỡ này thì mình nên phòng ruồi vàng nha các bạn ha. Bạn mua thuốc phi bông các bạn treo là được. Không ấy thì sử dụng alpha cua sạch. Nhưng mà alpha cua á, thì mình có nuôi cá nuôi tôm vậy các bạn không nên xịt ha, nó ảnh hưởng á, chết á. Ở đây nè, nó ở đây thì bên mình thì chưa có chỉnh dây đâu, tại vì nó bò rất là đều nha các bạn. Bạn xem nè. Hiện tại thì đang tưới phân 30 10 10, ít bữa nữa là nó ra trái mà bự bự các bạn, thì mình sẽ thúc 20 15. Có thể mình cộng thêm cái kali nữa. Mọi người mà cộng thêm cái kali nữa nó sẽ tập tập trung nó sinh thực ha. Nó không còn sinh trưởng nữa. Ở cái giai đoạn đầu á nó cần đạm nhiều, đặng nó bò nhiều nha các bạn ha. Mà trong cái giai đoạn mà nó ra trái mà các bạn thúc thúc đạm nữa là nó cứ việc bò trái nó sẽ rất là dở nha mọi người. Ở đây thì có đào dừa nha các bạn, mình cho nó bò qua chợ bữa đào cái hũng á đó. Đó quay cho mọi người xem rồi thì mình cũng xin chào ha, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.